những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái tam bảo. Và tiếp theo chương trình, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng tọa, Hòa Thượng Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập cho bài pháp thoại hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thiên Văn Đệ Tử Phật. Kính chào Hòa Thượng Chất Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh, Thượng tọa Tam Ân cùng Chư Tùng Đức. Ở quý tu quý Phật tử, hôm nay chúng ta học môn Luân Bộ Kinh, cũng theo cái chương tương ứng Tỳ Kheo Ni. Đối với Kheo Ni tên gọi Cha La. Ác ma luôn luôn có một cái ý đồ quấy rối những các vị thánh tăng thánh ni. Bằng mọi hình thức, mọi cách để muốn làm cho tâm của các vị đó lo sợ, hốt hoảng hoặc là bối rối. Nhưng mà không ngờ rằng là ác ma đã thất bại khi mà gặp phải một bức tường thành kiên cố hay là một cái ngọn núi vững chắc. Cho nên với những cái câu hỏi trịch thượng hay là những cái gì mà ác ma tạo ra khủng khiếp đối với người bình thường, thì đối với các bậc thánh nhân, các bậc đại giải thoát thì cái chuyện đó như là gió thoảng, không có chuyện gì. Ác ma hỏi Tỳ Kheo Thánh Ni Cha La: Này Tỳ Kheo Ni, nàng không ưa thích cái gì? Thì hơi đây thưa quý vị, vị Thánh Ni chỉ trả lời một cách đơn giản là không ưa thích sự tái sanh. Rồi ác ma cứ hỏi tiếp, hỏi dần lân đó. Nhưng mà cuối cùng thì ác ma phiền muộn thất vọng biến mất khi mà gặp một vị Tỳ Kheo Ni nói chung quá kiên cố và sáng suốt, cho nên ác ma biến mất. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng tọa Pháp Tân giảng giải ý nghĩa này, rất là quan hỷ. Ngày mai này ở chùa Vinh có lễ, mà tối nay Thượng tọa cái phận sự của mình và đi vào để thuyết giảng cái bài học này thì rất là quan hệ. Sẽ đất đẳng cũng như chư Phật Thượng tọa. Bây giờ xin mời đọc cho bài học năm nha. Sa thú lành thánh, chúng con kính tri ân Hòa Thượng đã dạy học ngày hôm nay và cảm ơn sư. Kinh Cha La, Cha
Alasutang Nam Tân Tỷ Diễn Nhập, khi chúng chỉ thấy do trước mắt mà ít khi thấy được nhân xa. Khổ đau không do đưa đẩy nhất thời, mà là bản chất hệ lụy của kiếp phù sinh. Có năm uẩn thì có khổ đau. Đầu mối của hiện hữu là vô minh và ái. Rất khó để hiểu chính là vọng niệm mong muốn sanh hữu, chính là đầu mối của vô lượng kiếp trầm luân. Ngay cả một mệt mỏi với những hệ lụy của đời này vẫn hướng cầu kiếp khác, dù sắc giới hay vô sắc giới. Bài kinh này ngắn nhưng hàm nội đối với sanh tử, có một điều khó nuốt ngay cả. Một điều khó nuốt ngay cả với một người có nhiều năm học hỏi Phật Pháp. Kinh văn. Tại Savatthi, vào một buổi sáng, Tỳ Khưu Ni Cha La Đắp Y tỉnh tọa dưới, ác ma đi đến Tỳ Khưu Ni Cha La và nói: Này Tỳ Khưu Ni, nàng không ưa thích gì? Này bạn, ta không ưa thích sự tái sanh. Vì sao nàng không ưa thích sự tái sanh? Khi đã tái sanh, phải thọ hưởng các dục. Ai dạy cho nàng, này Tỳ Khưu Ni, chớ có ưa thích sự tái sanh? Cha La: Có sanh ắt có tử, có xúc chạm khổ đau, trói buộc, lụy, bất tử, nên đừng vui với sanh. Đức Phật dạy chánh pháp để vượt khỏi tái sanh, từ bỏ tất cả khổ, an trú vào lẽ thật. Chúng sanh hướng sắc giới, trú trong vô sắc giới, không hiểu sự tịch tịnh, họ trở lại sanh hữu. Ác ma Tỳ Khưu Ni Cha La biết ta phiền muộn và thất đã thuyết phục người: Hỡi Tỳ Khưu Ni, đừng ưa sự tái sanh. Và Tassa Maranang Hồ Tí, có sanh thì có tử. Và Tô Đúc Khá Ni, Đúc Khá Ni Phút Sá Tí, sự tái sanh thì có tiếp xúc với sự khổ đau. Bàn Thàm Vát Thàm Bá-rích Lê Sằng, trói buộc, giết hại, hệ lụy, Tasma Yatina Rồ Cha Về, do vậy không nên ưa thích sự tái sanh. Bút Thồ Thàm Ma Ma Đề Sề Sĩ, Đức Phật đã dạy ta chánh pháp. Già Tí Già Sa Ma Tí Ca Măng, để vượt thoát sự tái sanh. Sắp Bá Đúc Khá Bá Hà Nà Giá, chấm dứt tất cả khổ. Sô Măng Sát Chê Nít Quê Sát Dí, ngài đã an lập ta vào lẽ thật. Dê Chá Rù Pú Pá Gà Sát Tà, những chúng sanh nào tái sanh vào cõi sắc. Dê Chá Á Rù Pá Thà Dí Nô, những chúng sanh nào trú ở cõi vô sắc. Ní Rồ Thàm Áp Pá Già Nàn Tà, do không hiểu được sự tịch tịnh. Agantaro Pupnapha Quá Phá Hoàn Tí, họ sẽ lặp lại sanh hữu. Thích nghĩa: động từ Rô Chê Tí có nghĩa là thích thú, đồng thuận trong ngữ cảnh của bài kinh này mang ý nghĩa ưng chịu. Tỳ Khưu Ni Cha La là em ruột của tôn giả Sariputta. Thánh Ni còn có hai người em khác là Upachala và Sisupachala Chala. Tất cả đều xuất gia theo Phật và chứng quả vô sanh ứng cúng. Tỳ Khưu Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình.
Dạ, phần kinh văn đã được đọc xong. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng nội dung bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, Nam Mô Bụt Tha giá. Có lẽ Thượng tọa Pháp Tân đang trục trặc kỹ thuật. Xin quý vị hoan hỷ chờ trong giây lát ạ. Thấy cái nick Thượng tọa Pháp Tân đã đi ra. Kính mong quý vị hoan hỷ chờ trong giây lát ạ. Dạ. Dạ, con cảm ơn sư. Dạ. Nam Mô Bụt Tha giá. Xin hỏi về kính lễ hòa trọng người sư Đinh Lê Thiêu Tô Đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. Mấy hôm nay chúng tôi gặp trường hợp tương tự như Thượng tọa Hòa Thân, nên biết rằng Thượng tọa đang rất là cố gắng để lớp học, nhưng mà không biết bao giờ Thượng tọa trở vào. Nên thì chúng tôi xin được thay lời của Thượng tọa để đi vào nội dung của bài học ngày hôm nay. Và khi nào Thượng tọa trở lại thì chúng ta sẽ cùng hình. Thượng tọa Pháp Tân có nghe, Thượng tọa Pháp Tân biết được, thấy Thượng tọa rồi. Nếu Thượng tọa Pháp Tân không biết được, xin kính thỉnh Thượng tọa quan hỷ cho bắt đầu cho bài giảng. Dạ, xin thỉnh Thượng tọa Pháp Tân bắt đầu cho bài giảng. Dạ, Nam Mô Bụt Tha giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Hòa Thượng Tuyệt Siêu, Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh, Tuyệt Tri, Đức Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cái đường truyền hôm nay thì rất là kém. Dạ, rất là kém. Chúng tôi phải quay lại xài 4G, hy vọng là sẽ nghe được tốt. Vì nãy giờ nó cứ rớt hoài, lập bụp hoài. Không biết là bên quý vị có bị vậy hay không, riêng bên đây là bị vậy đó. Dạ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay với cái tựa đề là vọng niệm khởi đầu. Ở đây đó là trong cái bài kinh của cái bài kinh gọi là Cha La, thì trong cái câu chuyện đó liên quan đến Thánh Ni Cha La. Thánh Ni Cha La là em gái của ngài Xá Lợi Phất. Thì trong cái câu chuyện đó là khi mà quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không phải? Dạ, quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không? Dạ. Thưa quý vị, chúng tôi xin tiếp lời Thượng tọa Pháp Tân. Là ngài Chánh Pháp người bị đệ nhất thừa thủ thiên văn của Đức Phật, đệ nhất về trí tuệ đó. Thì ngài có cái đặc biệt là trong gia đình tất cả anh chị em mà ngài là trưởng, là huynh trưởng, là lớn nhất, cùng tất cả em trai và em gái đều xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật, và tất cả đều là những vị A-la-hán. Thì trong bài kinh này đề cập đến Thánh Ni Cha La là
người con gái lớn nhất ở trong gia đình của Ngài Xá Lợi Phất. Và khi mà câu chuyện này được thuật lại đó, thì lúc bây giờ thì Khưu Ni Cha La đã là một vị A La Hán, tức là vị đắc đạo chứng quả. Và thưa quý vị, khi mà nói đến những bậc hoàn toàn giải thoát đó, đôi lúc có những điều mà chúng ta khó để hình dung đều để có thể hiểu một cách trọn vẹn. Và mặc dù những điều đó có liên hệ lớn trong cuộc sống của chúng ta, thứ nhất là người Phật tử thì hầu như ai cũng có nghe nói là tu Phật là để chấm dứt cái khổ của sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi có nghĩa là tái sanh trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là cái dòng luân hồi vẫn tiếp tục luân quẩn, được tái tạo ở trong cõi này, ở trong hình thức khác. Thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc quý vị là chúng tôi đang tiếp lời của Thượng tọa Pháp Tân. Nếu khi nào Thượng tọa Pháp Tân vào, quý vị Phật tử hãy cho chúng tôi biết để thỉnh Thượng tọa tiếp tục. Chúng ta nên hiểu rằng không phải phải dạ thì đó tên rồi vào rồi phải không dạ cái tên thì đó dạ dường như thì đó tên mới không biết phải không quý vị hết dạ dạ tên thì đó tên dạ thì đó tên có nghe được không? Chúng tôi tiếp tục nói, hy vọng rằng khi nào Đạo Pháp Tân trở vào đó, thì quý vị cứ nói Đạo Pháp Tân lên tiếng. Thì thưa quý vị, chúng ta cần một chút tưởng tượng, và xong trong cái sự tưởng tượng này đó, thì chúng ta sẽ hiểu ra câu chuyện. Chúng tôi muốn đưa ra ba cái thí dụ là có rất nhiều người than là con cái làm cho họ khổ. Thì dĩ nhiên là chúng ta nghe vậy, chúng ta chỉ nói rằng mấy đứa con đó là con bất hiếu, thầy làm cha mẹ khổ. Nhưng mà thật ra những đứa con bất hiếu nó không phải là cái đầu mối của cái khổ, mà cái khổ đó nó từ cái đầu mối là muốn có con. Nói như vậy nghe không hợp lý chút nào. Muốn có con có tội gì đâu mà phải khổ. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta cứ thấy về những cặp nam nữ yêu nhau kết thành vợ chồng, thì họ mong rằng có một đứa con, và họ mong cái con ra đời đó là dây kết nối thiêng liêng giữa cha và mẹ, giữa cuộc tình. Nhưng mà ý muốn ban đầu đó thật ra nó chỉ là một phần của câu chuyện thôi. Câu chuyện dài là phải nhọc nhằn để nuôi con, không biết hưởng được cái vui thú con bao nhiêu, nhưng mà nó càng lớn thì mình càng nặng nhọc càng khổ. Và khi mình khổ mình than, thì thưa quý vị, cái thí dụ này cho chúng ta thấy một điều rằng đôi khi chúng ta gặp cái khổ đó, mình chỉ nói cái lý do gần, nhưng mà chúng ta không nói nguyên nhân xa. Chúng tôi thời gian gần đây có một câu chuyện, có một vị sư thấy người ta lập chùa thì mình cũng muốn lập chùa. Lập chùa xong thì vị này than đủ thứ, than là màu thời mạt pháp, rồi Phật tử không lo cho chùa, chỉ biết lo chuyện làm ăn, không lo chùa, hay là nếu lo thì cúng 5 Mỹ đồng chứ không có thế này thế kia đủ thứ hết. Thì chúng tôi nghe thì chúng tôi cũng cảm thông, là bởi vì là một vị trụ trì, đặc biệt là vị trụ trì mới lập chùa, thì thực sự không có cái căn bản về Phật tử,
về cơ sở. Nhưng mà thưa vị, chúng tôi nói như vậy thật ra rất là khó tin, là khi mà mình khổ vì mình có một ngôi chùa, nó không phải là do phật tử hay là do thời cuộc, nó cũng có phần nào đó, nhưng mà cái phần chính là do cái ý niệm ban đầu là mình muốn lập chùa. Vì đó có thể sống nhẹ nhàng hơn, sống an lạc hơn. Thì nó nghĩ rằng mình muốn có ngôi chùa thì dĩ nhiên là mình phải gặp những cái khổ của ngôi chùa. Chúng ta nên phân biệt lý do gần và cái nguyên nhân xa. Cũng như bây giờ chúng tôi hôm nay nếu chúng tôi ăn xôi thì cái độ đường huyết nó sẽ tăng lên. Thì chúng tôi nói rằng do mình ăn xôi là lý do làm cái độ đường huyết trong người mình nó tăng. Cái đó không có, nhưng cái nguyên nhân chính là chúng tôi có bệnh tiểu đường. Lý do chính là cái tủy đặng, và cái nguyên nhân sâu xa đó là bởi vì chúng tôi có cái di truyền về bệnh tiểu đường từ người trong nhà, như thân mẫu chúng tôi bị tiểu đường, và từ từ siêu tiểu đường chúng tôi bị tiểu đường. Và cái nguyên nhân sâu xa hơn nữa là tại vì có thân này thì có bệnh, không bệnh này cũng bệnh kia. Thì cái nguyên nhân sâu xa là ít khi chúng ta để ý tới lắm, rất ít khi. Thì ở đây tôi muốn nói một điều là chúng ta thường bực bội than phiền về những cái lý do trước mặt, nhưng mà chúng ta không thấy được cái khổ, cái nguyên nhân sâu xa đằng sau đó. Và cái nguyên nhân sâu xa đằng sau đó đó, nó là từ, anh tới cho lý như khởi là từ vô minh và ái dục. Vô minh là sự không biết, và ái dục tức là sự thích thú, ưa thích. Ở trong bài kinh này có một chữ nó hơi khó dịch, tại vì khi dịch trong bản văn này á, là thành cái chữ trên ngữ pháp nó không khó, đó là chữ rucheti. Chữ rucheti nó có hai nghĩa, một là chấp thuận, ưa thích. Nhưng mà ở đây nên dịch là ưng chịu. Ưng chịu chính xác nhất là cái chuyện nó xảy ra như vậy, mình cũng không chẳng cần ai phải đóng mộc đồng ý mới làm, dù đồng ý không bị đồng ý nó vẫn diễn ra như thường. Nhưng khi chuyện nó xảy ra như vậy thì chúng ta lại có một cái sự đồng lòng, có sự ưng chịu, có cái chuyện gọi là thấy được quá thì mình chưa thể gọi sự ưng chịu. Có lẽ là động từ rô chê tí ở đây không có một cái thí dụ nào mà nó gần như là thí dụ về chữ kiều, nói về thân phận của nàng kiều. Cũng như viết như vậy là chém tra cái số ba đào, cởi ra rồi lại mắc vào như chơi, nghĩ đời mà ngắn cho đời, tài tình chỉ lắm cho trời đất ghét. Thì thưa quý vị, chúng ta nhìn nhận kiều qua nhiều góc cạnh. Dĩ nhiên 15 năm trôi nổi là cả một cái cuộc sống đầy nghiệt ngã. Nhưng số nghiệt ngã đó nó không đơn thuần là cái số vận định đặt, như là cái đoạn mà nàng kiều gặp Đạm Tiên đâu. Mà thưa quý vị, ở trong đó còn có cái sự chọn lựa. Mà không may là có những sự chọn lựa đó nó sai. Dĩ nhiên là khi nàng kiều bán mình Phật gia đó là không phải là sự chọn lựa. Nhưng mà khi nàng kiều chọn với bãi giám sinh, hay là chọn lựa với Từ Hải, hoặc là chọn lựa gieo mình xuống sông tiền để tự tử vân vân, thì đều sẽ chọn lựa hết. Và cụ Vĩnh Dung tỏ ra
rất là lúng túng khi mà cụ Nguyễn Du nói rằng có trời mà cũng tại ta, tu là cội phúc tình là dĩ quán. Có trời mà cũng tại ta, ý muốn nói rằng có cái số mệnh nhưng mà rồi cũng có cái quyết định của chính mình được. Thì ở đây cái chữ tại ta đó, nó nói lên rằng ở trong cái sự ngục lặng của kiếp trầm luân, ở trong những cái sự đưa đẩy mà rủi ít may nhiều, nó không đơn thuần là số phận, ở trong đơn thuần là chúng ta bị bắt buộc, mà ở trong đó còn có sự đồng tình của mình. Cái chữ đồng tình đó, nó là một ở trong cái chữ khác của chữ ưng chịu, nó là một ở trong những cái chữ dịch mà gần với chữ chi tiết. Quý vị biết khi mà dịch kinh rất là khó dịch, mình phải hiểu cái bạch văn chứ mình rất là khó dịch. Thì không ai thích khổ, đó là cách nói thường thức. Nhưng nói không phải nói về hiện tượng, chúng ta nói bản chất thì chúng ta thích khổ. Nói nghe một thứ, sao hiện tượng là không ai thích khổ mà bản chất là thích khổ. Chúng ta cứ nhìn lại đi, những gia đình và vợ chồng tối ngày cứ than phiền trách móc với nhau về tiền bạc, về hôn nhân, về con cái, về này nọ đó, thật ra nó bắt đầu từ đâu? Nó bắt đầu tất cả đều do ý muốn. Sống như vậy là mình việc có nọ, giống như hôm qua chúng ta nói, hôm kia chúng ta nói chỉ sanh sự sanh vậy đó. Rồi bây giờ mình trách ai? Mình lựa chọn mà. Dĩ nhiên là ngồi đó phải trách con, trách vợ, trách chồng, trách người này kia, nhưng đó là sự lựa chọn. Thật ra cái chuyện ác ma đến với Thánh Đi Chà La, khi Thánh Đi Chà La đang tỉnh tọa dưới một bụi cây trong rừng vắng, thì ác ma đã hỏi một câu hỏi mới vừa nghe, mới nghe như là nó chẳng có ý nghĩa gì, nhưng vì thực mang ý nghĩa rất lớn. Tại sao không sống trong rừng? Tại sao không sống ở thị thành? Tại sao không sống đời sống gia đình? Tại sao không sống đời sống có đầy đủ mà lại sống, mà lại đơn thân ngồi một mình ở dưới bụi cây trong rừng sâu? Có vấn đề gì? Cái gì mà ngài không, nàng không ứng, nàng không chịu, nàng không thích? Có bất mãn gì? Chúng ta đạo gọi là bất mãn cái gì mà bỏ đời mà vô đây ngồi dưới gốc cây? Thánh Đi nói một câu, trả lời một câu, câu đó nó vượt ngoài tất cả những lý lẽ thực thức mà chúng ta thường biết, đó là ta không ưa thích sự tái sinh. Thưa quý vị, câu này nó không đơn giản đâu. Chúng ta không có lấy gì ngạc nhiên khi mà người Phật tử rất ít khi ông muốn chứng đắc Niết Bàn là chấm dứt sinh tử, mà người Phật tử có cái khuynh hướng là mong tái sanh về chỗ này, tái sanh về chỗ kia. Bởi vì chúng tôi nhớ là có một lần chúng tôi nói chuyện với một vị sư, tức là Chan Anado, người Mỹ mà làm trụ trì của một cái ngôi chùa bên Anh. Thì vị sư nói rằng lý do mà Tịnh Độ Tông, mà mình dùng chữ gọi là Pure Land School, tức là Tịnh Độ Tông và thỉnh hành, là tại vì đã đáp ứng một nhu cầu rất là quan trọng trong cái tín ngưỡng dân gian. Bởi vì nói đến tu để làm gì, tu rồi không còn sanh tử nữa, thì thật ra mấy người không ở đất đâu. Chúng ta muốn rằng sau khi chúng ta rời bỏ cuộc đời này, chúng ta sẽ đi đến một nơi nào đó, ở nơi đó cảnh đẹp hơn, cuộc sống sung sướng hơn, hạnh phúc hơn, nhẹ nhàng hơn, có nhiều cái niềm vui hơn. Và do vậy một cảnh giới cực lạc ấy, luôn luôn là có một cái
một cái ảnh hưởng rất lớn. Chúng thấy ví dụ ở tại Trung Hoa, ở tại Nhật Bản, mặc dù có những cái tông phái khác như là Thiền Thái Tông hay là Chân Ngôn Tông, tức là Mật Tông, hoặc giả là Thiền Tông, nhưng mà cái phái mà gọi là phát triển mạnh nhất vẫn là Tịnh Độ Tông. Tại sao vậy? Tại vì Tịnh Độ Tông đó là mở ra một cái cửa, mở con đường là người tu là bằng đến giữ nhất tâm niệm Phật. Thì do nhất tâm niệm Phật thì sau khi chúng ta chết, chúng ta sanh về cái cõi gọi là Cực Lạc, rất dễ hiểu, rất là hoan nghênh, rất dễ tu, mà không cần nói nhiều, chỉ nói chừng đó nghe đủ rồi. Nhưng chúng tôi bảo đảm với quý Phật tử là một người Phật tử bình thường không học Phật nữa, bảo rằng mình tu để làm gì? Để đoạn trừ phiền não, cắt đứt ác sự, chấm dứt sanh tử. Mình nghe thì mình không cãi đâu, nhưng thực sự khó chấp nhận lắm. Chúng ta thà tái sanh, thà đau khổ, thà luân hồi trong ba cõi nói, nhưng mà bảo rằng không sanh tử nữa thì chúng ta ngờ ngỡ nó có cái gì đó ở trong lòng rất khó chấp nhận. Bởi vì vậy, Á Ma đã hỏi Thánh Ni Cha Ma một câu rất là thường tình, là người bất mãn điều gì, không ưa thích điều gì. Ý muốn nói rằng là một người mà đáng lẽ có cuộc sống rất là bình thường, có nhà, có cửa, có gia đình, có cuộc sống sung túc, tại sao vào đằng sau ngồi một mình, phải chăng bất mãn điều gì, không ưa thích gì? Và Thánh Ni trả lời một câu mà có lẽ Ác Ma cũng không nghĩ đến trả lời như vậy: ta không ưa thích sự tái sanh. Tại sao không ưa thích sự tái sanh? Thì Thánh Ni nói lên một á, là sự tái sanh khiến cho con người tầm cầu dục lạc. Tại mình có mặt ở trong đời là mình luôn luôn đi truy tìm sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, đi truy tìm cái gì đó mà mình cảm thấy mình vui, mình truy tìm. Và thứ hai đó là chúng ta phải đối mặt, phải tiếp xúc với khổ đau. Ví dụ như là ai đó mà rủ chúng ta đi sang một vùng đất. Cái này không lâu chúng tôi có xem một phim tài liệu về một du khách của người Mỹ sang Ai Cập. Thì ông bè ông có làm cũng mang phim tài liệu, ông nói rằng đừng bao giờ đến Ai Cập. Mà khi ông diễn tả bên đó đó, thì mình thấy hỏi thằng đó là đến nước không nên đến. Tại vì sao vậy? Xuống phi trường gặp hải quan đã là phiền phức rồi, đi ra đường cảnh sát cũng gây khổ cho mình, mà người dân cũng gây khổ cho mình, người buôn bán gây khổ cho mình. Người ta đến Ai Cập bởi vì người ta muốn xem những kim tự tháp. Tại vì Ai Cập người ta tìm lại hình ảnh xưa của Cleopatra. Ai Cập tại vì họ tìm một cái nền văn minh cổ đại mà có những mummy, có những cái thung lũng của các vị vua pharaoh chẳng hạn. Nhưng mà thôi, thưa quý vị, chúng ta đến nơi nào đó mà từ chính quyền cho đến dân chúng, từ những người làm trong quan thế cho đến những người buôn bán ngoài đường, ai cũng muốn mòn rút, ai cũng muốn làm khó, ai cũng muốn làm tiền, ai cũng muốn gây khổ du khách. Chúng ta đến làm gì? Thánh Ni đã trả lời một câu là có sinh thì phải có tử, sinh ra thì phải không ai sinh ra trường sinh bất tử hết. Có sanh thì phải có tử. Chẳng như vậy vậy mà còn phải hứng thụ dục lạc, là phải đi truy tìm dục lạc. Cái truy tìm dục lạc là đi tìm cái gì để thỏa mãn cho mình do sự khao khát, và nó còn những cái hệ lụy khác, nhiều cái hệ lụy khác. Thí dụ như là mình bị bất tử, bị khổ đau, tiếp xúc với khổ. Như chúng ta đã nói trong truyện Kiều,
cho dù Đàn Kiều có thích hay không thích những bước ngoặt của đời sống, nhưng mà nhìn lại toàn bộ đó thì cụ Vũ nói rằng những điều trông thấy mà đau đớn lòng, thật ra chúng ta vẫn thích sự hiện hữu, chúng ta vẫn thích cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta thích với những chuyến đi du lịch, với những cái công nghệ mới, với những cái quan hệ này quan hệ kia. Nhưng mà có bao giờ trong chúng ta thấy được rằng mình phải đối diện với sự khổ mỗi ngày, khổ từ trong thân mình, trong tâm mình, sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, tương lai xa là khổ, ghét phải gần là khổ, muốn không được là khổ, sầu bi khổ ưu não là khổ, nói cách khác là năm thu quẩn là khổ. Chúng ta không thấy được cái khổ đó, chúng ta không thấy được cái bản chất của đau khổ trong kiếp hiện hữu này. Do vậy chúng ta mong là mình sẽ có mặt và mình sẽ tiếp tục hành trình sanh tử. Điều này thì nó khó lắm để Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta. Tương tự như là Đức Phật tưởng nào mà có con cái mà nó thích chơi với bạn xấu. Một chục đứa trẻ mà nó chơi bạn xấu thì đủ một chục đứa rồi. Sớm muộn gì nó cũng đi vào con đường sa đọa, nó cũng đi vào con đường nguy hiểm. Ở bên Mỹ này có nhiều trường hợp như vậy, thứ vì cha mẹ ở California đó, vì mua nhà mà trả tiền mortgage quá cao nên cả hai cùng đi làm, và cả vợ cả chồng đều đi làm mỗi người hai job để trả tiền mortgage. Và do vậy cả vợ và chồng rất ít giờ với con cái. Con cái thì chơi bạn bè bạn sống, chơi thì nó vui, rồi đua đòi. Khi mà cha mẹ không cung ứng đủ tiền bạc để có tiền bạc mua phone mới, mua quần áo mới, thì nó lại bắt chước người ta. Có khi bán cần sa ma túy, rồi lại có khi có nhiều em trai lại gian nhập với các băng đảng đi ăn cướp, rồi vào tù, không như năm tháng trong tù. Cái con đường mà một người trẻ đó, mà họ chạy theo vật chất, chạy theo bạn xấu, đi vào trong tù, không phải là một con đường đẹp, không phải con đường hạnh phúc. Nhưng nếu mà những bạn trẻ này đang vui với bạn bè của mình, mà có ai đó vỗ vai nói, này con đường này là đường đau khổ, những người đó không chấp nhận đâu. Không phải vì mình mới lao động đó. Cũng như người ta nói rằng, ở trong cuộc đời này, chúng ta là những con thiêu thân. Con thiêu thân thấy ánh sáng của ngọn đèn, ngọn đuốc thì lao vào, và chúng ta bị cháy rụi. Cũng như nhà thơ Trừ Các Bạn biết rằng, chúng ta từ đâu đến trái đất này, chợt lạc lõng như loài trùng hoang thiếu cánh, bươi móc kiếm băng niềm với nỗi nhục, thủ đặt một đời bông bóng phở ngàn mây. Chúng ta khổ, nhưng mà chúng ta vẫn muốn có gì, vẫn muốn tiếp tục sự hiện hữu đó. Và do vậy Đức Phật dạy rằng toàn bộ khổ quẩn tật khởi, khổ quẩn đúc các thanh đá, toàn bộ khổ quẩn nó đồng nghĩa với sự hiện hữu của chúng ta, nó đồng nghĩa với kiếp sinh tử. Và chúng ta mong muốn được tồn tại, mong muốn được sinh tử. Chúng ta thấy trong đời sống này, con người đi từ vòng luẩn quẩn này đến là vòng luẩn quẩn khác. Ngay cả thứ vì khi mà xuất gia cũng vậy. Chúng tôi thường gặp rất nhiều vị mong muốn đời sống xuất gia lắm. Nhưng mà đa số xuất gia chỉ là muốn lặp lại. Lặp lại cái gì? Lập cái gì rất là thế tục thôi. Mình ở ngoài đời thì mình cũng có muốn giao tiếp, muốn quan hệ với người này, muốn liên lạc với người kia. Mình đi tu thì mình muốn cái đó càng rộng thêm. Mình ở ngoài đời thì mình muốn có địa vị, có tiền bạc, thì mình đi tu cũng muốn địa vị tiền bạc rộng thêm. Thì như vậy đó, không có nghĩa là chúng ta đi xuất gia, có nghĩa là chúng ta từ bỏ đời sống thế tục. Không có nghĩa là chúng ta chọn một con đường khác. Quý vị thấy chuyện nó khó. Và ở trong cuộc trầm luân này, có một lần
Đức Phật ngài nhìn chư tỳ kheo, ngài dạy rằng: này chư tỳ kheo, chính vì không có quán triệt được sự thật về khổ, về nhân sanh khổ, về sự diệt khổ và con đường hiển diệt khổ, nên Như Lai và các con đã luân hồi từ vô lượng kiếp cho đến ngày hôm nay. Chúng ta phải nói một điều rằng cả cái đại khối khổ đau, cái bản chất khổ đau cuộc sống đó, theo trong Phật pháp thì được khởi đầu bằng vọng niệm. Cái vọng niệm đó là một ý niệm đó, mong muốn khao khát để có những thứ đó, để có những thứ đó. Chúng tôi có một thời gian dài, thưa quý vị, để làm việc ở trong giáo hội nông thôn nhất đó. Một cái công việc mà nó có nhiều cái phiền toái hệ lụy lắm. Và chúng tôi gặp nhiều vị thầy cũng than với chúng tôi rằng vị đó không muốn làm, vị đó chỉ muốn có thời giờ để tu để học thôi. Nhưng mà thưa quý vị, cái lời than của vị đó nó là một tiếng chuông đánh động là không ai bắt mình hết. Mình sống mình có quyền lựa chọn, dĩ nhiên là có thể là do thế này do thế kia, nhưng mà những cái sự lựa chọn để nhập cuộc, sự lựa chọn để dấn thân, sự lựa chọn để tạo thành một cái mớ rối rắm như vậy đó, tất cả nó bắt nguồn từ chính ý niệm muốn hay không muốn của mình thôi. Đơn giản như vậy. Chúng ta phải đi tìm một cái nguyên nhân rất sâu xa. Và ác ma đã hỏi một câu mà nó cái rất là thường tình. Một người nữ, người nữ đó là người nữ rất là bình thường, có thể là ở trong kinh không nói là thánh niên cha la có đẹp hay không, nhưng mà thánh niên cha la phát xuất từ một gia đình giàu có, tư vậy rất là tốt, có danh giá trong xã hội. Tại vì gia đình người sẽ là phát là một gia đình. Nhưng mà ác ma hỏi rằng thánh niên bất mãn cái gì? Dạ, người bất mãn cái gì, người không ưa thích gì? Ý muốn nói rằng tại sao bỏ hết mấy cái bôi trong rừng ngồi tỉnh tọa với cái cây thế là kỳ. Nhưng thánh niên nói rằng ta không ưa thích sự sanh, ngày hôm ta không ưa thích sự sanh, sự tái sanh. Tại sao thánh niên không ưa thích tái sanh? Vì sanh thì phải có tỉnh, vì sanh là phải tiếp xúc với khổ đau, vì tái sanh thì sẽ có những cái hệ lụy của tái sanh của kiếp người. Và thánh ni đã đi xa hơn đó rằng, tại vì ác ma hỏi rằng ai đã dạy cho nàng, ai đã xúi nàng, ai đã dạy cho nàng là không ưa thích tái sanh. Thánh ni, thánh ni nói rằng Đức Phật dạy cho ta chánh pháp. Chữ pháp ở đây phải viết qua và chánh pháp. Và để vượt khỏi tất cả sự đau khổ, cắt đứt tất cả sự ràng buộc và an lạc vào trong lạ thật. Cái chữ an lạc vào trong lạ thật ở đây đó, ý muốn nói rằng chúng ta thường sống với ảo giác, chúng ta thường sống với những cái mâu thuẫn nội tại. Thì chúng tôi nói rằng có những người sẽ có con cái, hãnh diện về con cái, mong muốn có con cái, nhưng nếu quý vị ở gần họ rất là than phiền về con cái. Và thậm chí có những người nào, họ thốt ra những lời là tụi bây lớn rồi đi đâu đi cho khuất bắt đi, ở tao khổ quá. Và thực ra cái khổ do mình tạo ra hết, mình lựa chọn hết, chỉ rất khó thưa quý vị. Nhưng mà cái an trú ở trong lại thật là chúng ta hiểu cái bản chất cuộc sống là như vậy. Dạ, có thủ quẩn, thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn, là chúng ta có khổ đau. Cái này là cái rất là khó mà chúng ta phải đặt lại toàn bộ vấn đề trong đời này.
Quý vị nào mà để thấy rằng những người mà đi vào trong quan trường ở trong bởi tranh danh đoạt lợi thì là than phiền trong danh đoạt lợi. Những người nào tạo lập một gia đình con cái độc đạo thì lại hay than phiền con gia đình con cái. Đừng nói những việc ngoài đời, các vị xuất gia mà có đệ tử cũng than phiền đệ tử, mà có chùa than phiền về chùa, có Phật sự than phiền Phật sự, không có thì không ưng, mà có cũng than phiền. Cái này là cái bản chất của đời sống, và bản chất đó là như vậy đó. Giống như là Tô Đông Pha với Lưu Sơn vậy đó. Thấy Lưu Sơn nằm bên kia dùng chiếc giang thì nghĩ rằng là đặc biệt lạ, nhưng mà đến rồi thì đúng vậy thôi. Đời sống của người chúng ta vậy, làm ra đủ thì chuyện không có gì. Chúng tôi nhớ có một lần chúng tôi đi sang California gặp một vị thầy. Thầy nói với chúng tôi rằng hồi xưa thì vào trong Pocock thì có mấy cái lớp sinh hoạt Phật pháp trong Pocock thích quá. Thầy bỏ rất nhiều thì giờ để làm, sau 4 tháng sinh hoạt Pocock rồi thì thấy rằng nó phiền lắm, mà nó không được mất gì rồi mà thầy bỏ. Chúng tôi hiểu, chúng tôi rất hiểu tâm trạng mà. Chúng tôi thấy là làm gì mà rất thích. Nhưng mà rồi khi mà thực sự nhập cuộc thì kiếm thân rồi, trừ khi là mình có một cái mục đích gì đó mà nó vượt lên trên cái bình thường. Chứ nếu có thì mà vui, thực sự nó không có gì vui đâu. Chúng tôi đảm cái gì không có gì vui. Thứ vì chúng tôi nhắc lại một lần nữa là chúng tôi đang tiếp lời của thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa đang trong các kỹ thuật. Nếu thượng tọa có vào trong lớp học, quý vị quan hệ cho chúng tôi biết để tin tưởng vào. Bây giờ thì chúng ta nói về dạ, quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ, xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ. Là Đức Phật á, an lập chúng ta vào trong sự thật, lẽ thật. Thật ra thì Đức Phật Ngài không có thuyết phục chúng ta phải chạy theo một cái chủ thuyết hay chạy theo một cái hệ thống tôn giáo, mà Đức Phật để dạy chúng ta nên sống thế nào đó. Mà tâm tư của chúng ta và đây là một điều mà con người mặc dù ai cũng đề cao chân lý, nhưng mà chúng ta không dám nhìn vào sự thật, không đối diện với sự thật. Thí dụ như cái sự thật mà Đức Phật Ngài muốn chúng ta thấy là gì? Cái gì vô thường, mình nhận nó là vô thường. Cái gì là khổ não, nhận nó là khổ não. Cái gì vô ngã, nhận nó là vô ngã. Cái gì bất tịnh, nhận nó là bất tịnh. Nhận về thôi. Chấp nhận như vậy. Và tha phung tăng. Sự thật thế nào? Thì mình sống như vậy. Hay là như nhiên. Nhưng mà chúng ta là không có thói quen đó. Chúng ta không có cái khả năng đó. Chúng ta không có can đảm nhìn sự thật. Một chuyện rất là đơn giản là chúng ta khổ thì chúng ta cũng nhận ra cái khổ. Và nói đến nguyên nhân khổ thì chúng ta cũng bây giờ chấp nhận nguyên nhân khổ. Có những người sống, thưa quý vị, họ luôn luôn là tìm lý do này, tìm lý do khác. Để làm gì? Để biện minh cho những cái sai lầm của mình. Nhưng mà Đức Phật, Ngài dạy chúng ta điều gì? Ngài dạy chúng ta nên thành thật đối với cái thực trạng của đời sống. Nếu tất cả những cái phiền phức, khổ đau do chúng ta bày ra, do chúng ta tạo ra, thì chúng ta nên nhận điều đó. Nhận được điều đó và nhận được
biết rõ sự khổ, biết rõ nhân sinh khổ, biết rõ sự diệt khổ, và biết rõ cái con đường dẫn đến diệt khổ đó, thì đó là sự thật. Và sự thật là ít khi nào chúng ta nhìn nhận đấy. Chúng tôi nhớ khi mà đại dịch COVID xảy ra, thưa quý vị, nó mất gần một năm trời để người Mỹ với cái mức độ số đông đó nhận ra rằng có một cái virus, tức là có một cái virus đó, gọi là COVID, và quý thật sự đe dọa. Lúc bấy giờ thì họ cứ tuyên bố là đó là tin giả, tin đồn thất thiệt. Thậm chí Tổng thống Donald Trump nói rằng COVID chẳng có cái gì, mà nó chỉ là do bác sĩ y tá họ muốn lấy tiền rồi họ bày ra COVID như vậy thôi. Mà có một cái điều rất là khôi hài thời bấy giờ đó là có những người gọi là chuyên gia người Mỹ, họ nói lên cái hiệu năng, cái công năng thực sự của việc mang khẩu trang. Họ nói không có sai. Họ nói rằng nếu chúng ta mang khẩu trang vào mà virus dính vào trong khẩu trang mình á, và mình không khéo á, mình tháo ra thấy vô tay đụng vào virus á, rồi quẹt lên mắt, quẹt lên mũi, thì mình cũng bị nhiễm. Và họ nói rằng virus không phải chỉ vào trong mũi mình, tại mình phải bịt mũi, mà virus tới vào trong mắt mình, qua mắt virus có thể vào người. Chuyện đó cũng không có sai. Và họ nói rằng dù chúng ta có mang khẩu trang nhưng mà mình không rửa tay thì cái tay của chúng ta đụng vào bưu kiện, đụng vào cái này cái kia, không có khử khuẩn thì cái khẩu trang nó cũng không bảo đảm hoàn toàn. Chuyện đó cũng không có sai. Nhưng mà với tất cả điều đó, những người này muốn đưa đến một kết luận là bởi vì khẩu trang không có cái hiệu quả 100% thì do đó không nên xài. Thì cái này là cái sai. Tại vì sao nó sai? Tại vì lý do đơn giản, thưa quý vị, là nếu đa số người mang khẩu trang hết thì khi mà chúng ta nói chuyện thì cái, nếu mà mình là người trong người có COVID thì cái sự lây nhiễm COVID trong mỗi người nó ra bên ngoài nó ít hơn. Hiện tại bây giờ trong thời điểm mà chúng ta đang nói chuyện ở đây là tất cả các quốc gia và kể cả Mỹ đã tháo bỏ tất cả cái yêu cầu phải mang khẩu trang. Và thưa quý vị, thật sự mà nói đó, thì có nhiều người nói rằng đúng rồi, tại sao mang tích cực không cần mang khẩu trang. Nhưng mà quả thật là thực tế cho thấy là COVID đang tăng. Bây giờ người ta chỉ nói là để xem những cái biến thể như thế nào và bệnh viện như thế nào. Nói thành thật mà nói ra thì cái sự thật đằng sau cái chuyện mà mở cửa, sự thật đằng sau cái chuyện mà không mang khẩu trang nữa đó, thì các chính phủ từ Hoa Kỳ cho đến Việt Nam v.v. đều muốn một điều, đó là làm sao cho mọi người trở lại đi làm, có cuộc sống bình thường. Và mình đánh đổi bằng cách là phải sống với lũ. Bây giờ đó, mà cẩn thận quá đó, thì các nhà hàng không mở cửa được. Cẩn thận quá đó, thì con em không thể đến trường cái bình thường. Con em có đến trường mà cha mẹ thì ở phía nhà phải chăm con, mà cha mẹ chăm con làm sao đi làm được. Thì cho đến giờ này là một cái mặt ước chung, một cái quy tắc bất thành văn là mình ưu tiên kinh tế, và ai sống được thì sống, ai không sống được thôi. Nói thẳng như vậy, chứ không có nghĩa là không nghĩa là COVID đã qua, không phải. Đó là sự thật. Thì thưa quý vị, từ cái việc mà có COVID, có cái virus COVID xảy ra đó, mà cho đến khi người dân Mỹ họ đủ cái khả năng để ý thức rằng COVID là thực sự có họa, là đã là một quý vị thấy không? Mà để có thể chấp nhận mang khẩu trang, có nhiều người đó, họ chống là mang khẩu trang. Thậm chí thưa quý vị, bây giờ nó vẫn còn có rất nhiều cái vụ kiện. Vụ kiện là về chuyện mà chính phủ bắt người ta phải mang khẩu trang, rồi vụ kiện về chích vaccine, rồi có nhiều thứ người ta chống lại.
Mà bây giờ đó người ta vẫn nói rằng điều đó nó có gây tai hại, nhưng mà người ta cứ làm ngơ đi. Nói thẳng rằng là bây giờ nói chuyện COVID là ai thôi, chứ người ta không muốn nhắc tới nữa. Tại vì nhắc lại thì kinh tế sẽ đi xuống. Ở Việt Nam bây giờ mở cửa không có nghĩa là không có COVID, thưa quý vị. CDC của Mỹ liệt Việt Nam vào cái hạng thứ tư, tức là một trong những hạng mà lây nhiễm rất là cao. Và ở tại Mỹ các tiểu bang cũng có, chứ không có, không phải không có. Thì như vậy đó, chúng ta nên nhìn vấn đề nó qua hai cái khía cạnh. Một á, là cái sự thật, và hai là những cái ưu tiên. Sự thật là COVID vẫn còn. Thứ hai là bây giờ người ta mở cửa không phải vì COVID hết, mà mở cửa bởi vì người ta không thể đóng cửa hoài được. Kinh tế sẽ sụp xuống, lạm phát sụp xuống. Và bây giờ là lúc mà mọi người lựa chọn. Người ta chỉ hy vọng một điều rằng đã có một số lớn tiêm vaccine rồi thì có nhiễm á, thì nhiễm nhẹ thôi, giống như mọi thường tùy siêu có chích vaccine rồi nhiễm. Nhưng mà nếu chúng ta nói rằng COVID đã hết và không phải lo COVID thì đó là một chuyện rất là ngây thơ, thì đau khổ không phải thứ biết. Chúng ta biết có đau khổ nhưng mà chúng ta vẫn lao vào đau khổ, và chúng ta vẫn thấy rằng thà chịu khổ hơn chịu lỗ. Bây giờ mình không sanh tử nữa thì thật ra mình cảm thấy buồn quá. Mình chỉ mong mình hiện hữu, hữu có khổ thì tốt hơn không, không hiện hữu. Nhưng mà như vậy là điều mà Phật Pháp dạy chúng ta, là với cái nhìn đó chúng ta vẫn tiếp tục sống đạo giác. Với cái nhìn đó, chúng ta chưa bao giờ cho phép chúng ta nhìn sự vật, quán chiếu sự vật một cách như nhiên. Tức sự vật ra sao mình nhìn đến như vậy. Hãy thử một lần ở trong cuộc đời mình, mình nhìn thấy chính mình như là mình đưa bàn tay lên và nhìn vào bàn tay mình. Bàn tay đó nó có ngón dài, ngón ngắn, nó có chỗ da trắng, có chỗ da đỏ, có chỗ những đường gân, có cái đẹp, cái xấu, cứ nhận nó như vậy đi. Không nhất thiết mình cầm bàn tay của mình đưa lên, mình nhìn nó, mình phải nói bàn tay phải đẹp, bàn tay tôi đẹp, tôi thích bàn tay này. Thích thì cứ thích, nhưng mà nên nhìn nhận nó là như vậy. Thì cuộc sống này có một điều rất kỳ diệu về chánh niệm đó, là chánh niệm dạy chúng ta nhìn cuộc sống giống như chúng ta nhìn hơi thở. Hơi thở vô biết hơi thở vô, hơi thở ra biết hơi thở ra, hơi thở dài biết hơi thở dài, hơi thở ngắn biết hơi thở ngắn, hơi thở nhẹ nhàng biết hơi thở nhẹ nhàng, hơi thở không nhẹ nhàng biết hơi thở không nhẹ nhàng. Tại sao chúng ta biết như vậy? Bởi vì từ cái nhìn đó đó, chúng ta mới lẳng lặng nhìn thế giới xung quanh. Chúng ta không đòi hỏi thế giới xung quanh theo ý của mình, mà thế giới này nó ra sao mình nhận nó như vậy. Và thế giới này ra sao nhận nó như vậy đó là một trong những chìa khóa rất quan trọng của bài kinh này nói đến. Cái gì vô thường nhận nó là vô thường, cái gì khổ nhận nó là khổ, cái gì vô ngã nhận nó là vô ngã, cái gì bất tịnh nhận nó là bất tịnh, đơn giản như vậy. Nhưng mà chúng ta không muốn, chúng ta chỉ muốn nhìn thế giới này theo một cái luận điệu, theo một quan điểm nào đó mà chúng ta không có chấp nhận. Chúng ta không chấp nhận đó là khổ. Cũng như bây giờ, thưa quý vị, chiến tranh. Có nhiều người quan niệm là có những lý tưởng rất là cao cả về chiến tranh, nên tạo ra cuốn chiến tranh. Nhưng người ta không nghĩ đến những cái đau thương mà cuộc chiến mang lại. Ta không nghĩ đến cái chết của bên này bên kia. Không phải chỉ có những người binh lính chết, mà vợ con, thân nhân của họ chịu nhiều đau khổ. Và chiến tranh nó tạo rất nhiều hệ lụy. Nhưng mà một người đang ở trong cái cương vị cầm quyền, lao đầu vào cuộc chiến,
cho rằng đó là cuộc chiến thần thánh cho cuộc chiến ở chính nghĩa, nhưng mà họ thấy được sự đau khổ, thì đó cũng là một thí dụ cuộc sống. Chúng ta cũng vậy, đời sống của chúng ta rất khó. Chúng ta có nhiều lý do để tạo nên những cái hệ lụy. Chúng ta có rất nhiều cái cớ để nói rằng tôi làm cái này làm cái kia. Nhưng kỳ thật nó là sự ưa thích thôi. Sự ưa thích đó nó đi chung với cái sự không thấy không biết. Sự ưa thích nó đi với ảo tưởng. Do vậy chúng ta gọi là ái dục và vô minh và cầm ái trục. Đó là một cầm. Chúng tôi xin được hỏi quý Phật tử là thượng tọa Pháp từng có vào rung rung chưa? Chúng tôi nghĩ rằng chắc hôm nay tội nghiệp thượng tọa là cũng cố gắng vào, nhưng mà cũng gặp, mấy chúng tôi cũng gặp về mấy buổi trước. Có lẽ là chúng tôi động ngưng một chút về bài giảng này ở tại đây. Và bây giờ để thỉnh qua thượng qua vài cái chia sẻ, rồi sau đó chúng tôi trở lại của chư vị giảng sư thì chúng ta thảo luận, không có thì chúng tôi sẽ tiếp tục bài hôm nay. Bạch Hòa Thượng Từ Siêu, Hòa Thượng có ở trước máy không? Nếu Hòa Thượng Từ Siêu đang ở trước máy, xin thỉnh Hòa Thượng có vài lời để giảng về ý nghĩa của bài kinh ngày hôm nay. Thứ gì chắc là Thượng Tự Sư không có mặt ở trước máy. Chúng ta có thể hiểu được những lời của Thánh Ni đó. Lời Thánh Ni Cha La khi mà nói về tái sanh đó. Và hiểu rõ hơn nếu chúng ta đọc lời bài kệ mà Đức Thế Tôn đã thốt lên ngay sau khi Đức Thế Tôn thành đạo. Bài kệ đó do được thi hóa bởi Tông Cao, thì sĩ Tông Cao nói rằng lang thang vạn kiếp tự sinh, không tìm thấy kẻ sẽ thành nguyện không. Lang thang nhận ngôn kiếp luân hồi, không tìm thấy kẻ xây ngôi nhà này. Ôi đời sống thật buồn thay, bèo mê chốn cũ vần xoay lối về. Hỡi này anh thở nhà kia, rui mè kèo cục, thấy lìa nát tan. Bao thi mã ái đã điêu tàn, thân ta chứng đạt niết bàn thành thơi. Trong bài đó thì sau khi Đức Thế Tôn thành đạo đó, Ngài nhìn thấy, Ngài nói lên hai điều. Đó là từ vô lượng kiếp luân hồi đi tìm nhưng mà không thấy ai là người thợ đã xây ngôi nhà này. Ngôi nhà đó là nói về khổ, nói về sự đau khổ, nói về năm thu. Và người thợ xây nhà là cái gì đã xây nhà này? Thì người nhận ra được là chính là các ái. Và chính là các ái. Ở đây trong cái ngôn ngữ của ác ma hỏi rằng Kinh Đu Cha Tinh Đa Rô Chê Sĩ. Tại sao người không có ưa thích sự tái sanh? Nhưng mà ở trong câu đó, nó hàm hai cái nghĩa, hai cái chữ mà chúng ta phải để ý. Chữ tái sanh ở đây, tức là sự hiện hữu của kiếp trầm luân. Và điều đó nó đồng nghĩa với điều mà Đức Phật Ngài dạy là cái ngôi nhà hay là cái thân sanh tử. Thân sanh tử gồm có năm uẩn đó. Và ưa thích sự tái sanh, ưa thích đó chính là các ái. Mong rằng mình sẽ làm thế này, mong là thế kia. Thì thưa quý vị, suốt cuộc đời của chúng ta, trong những cái thăng trầm, trong mọi hoàn cảnh cuộc sống, chúng ta luôn luôn mơ về một cõi xa xăm. Có nhiều khi người ta nói như vậy, là mơ về một căn nhà với những cái tiếng cười đùa của bọn trẻ. Họ nói về một mái ấm gia đình. Có người mơ về một sự nghiệp. Có người mơ về một cái
một cái gì ở trong tương lai. Và tất cả điều đó đều là cái dự phóng của chúng ta về tương lai hết. Chúng ta phải hiểu cái bản chất của chúng ta là luôn luôn mong là tôi sẽ là thế này, tôi sẽ là thế kia. Và cái tôi sẽ là đó, nó thường là một cái ý tưởng rất nghèo nàn. Nghèo nàn lắm. Và trong ý tưởng nghèo nàn đó, chúng ta không hiểu cái đau khổ của nó. Giống như là chúng tôi nói là vợ chồng mới kết hôn thương nhau, và ở trong thời kỳ đầu đó, đó người ta mong muốn rằng có con cái. Và có con cái để gì? Để vui cửa vui nhà, để cái quan hệ vợ chồng nên nó thắt chặt thêm. Nhưng mà rồi theo thời gian người ta sẽ hiểu rằng dù là một hai đứa con, hai đứa con, năm đứa con, bảy đứa con, thì để mà nuôi lớn một đàn con cái giá trả rất là đắt, chứ nó không có đơn giản, nó không đơn giản chút nào hết, nó bao nhiêu cái hệ lụy. Chúng tôi có quen với một Phật tử. Thưa quý vị, Phật tử đó đó tương đối là cũng có chút khá giả, nhà cũng có tìm cơ sở thương mại. Và có một lần đi ra cái hồ Lake Conroe, nhìn thấy người ta chạy những chiếc cano, chiếc tàu. Ở bên Mỹ thì người ta hay mua chiếc tàu đó. Tàu nó có mái che rồi, người ta ra ngoài đó, người ta câu cá rồi, có bếp đúc, thậm chí có phòng ngủ trên đó. Thích quá, rất là thích. Thì vị đó về nói với người vợ là mình mua chiếc tàu đi. Và bởi vì vợ chồng cũng có tiền, thì nên người vợ đồng ý. Thì sao? Là vị đó đã bỏ ra số tiền gần 200 ngàn đi chim để mua chiếc tàu về. Thì bắt đầu có chiếc tàu thì cũng rộn rã lắm. Cuối tuần nào vợ chồng cũng kéo chiếc tàu đó đi ra hồ, phải mua thêm chiếc xe buýt hợp chất để cái xe bán tải, để phân khối lớn để chở, để kéo tàu. Nhưng mà rồi sau thời gian vài ba tháng tự nhiên không còn hứng thú với chiếc tàu đó nữa. Tại vì vị này nói rằng mỗi lần chuẩn bị kéo tàu đi thì nó cực lắm. Dạ, phải bỏ lên cái trailer rồi kéo đi dọc đường, phải cẩn thận thế này kia, rồi phải tìm cái chỗ để cho hạ thủy cho chiếc tàu xuống. Rồi leo lên trên đó ở 5-6 tiếng hồ, ngồi ở trên đó cũng biết làm gì, chạy ra ngoài thả neo. Và chưa kể là cái tiền bảo trì, tiền đậu bãi, tiền này tiền kia đứng phía gì hết. Rồi sau thời gian vị thì nói rằng chán quá rồi, kêu người ta bán rẻ, mua chiếc tàu 200 ngàn, mà bây giờ bán lại 70 ngàn. Nhưng mà khi bác mừng, tại vì có nó cực quá, để ở trong nhà thì chiếm, mà gửi thì tốn tiền, để ở nhà thì chiếm chỗ. Câu chuyện đó là một câu chuyện rất bình thường của chúng ta. Mình nhìn thấy cái gì đó tự nhiên mình cảm thấy mình rất không thích. Nhưng mà khi mình có nó rồi thì thưa quý vị, nó không đẹp như một bài thơ, nó không phải như chúng ta nghĩ, nó có nhiều cái cánh cái nó của đủ thứ hết. Giống như chúng tôi nói rằng có một vị sư mà thấy ai cũng lập chùa, tại mình muốn lập chùa, đã làm chùa rồi mệt quá, bị đề than than phiền mệt quá. Thì điều này nó giống như là hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu, hàng bao nhiêu cái ví dụ ở trong cuộc đời này, là chúng ta thường vẽ vời, tưởng tượng, đề xuất một cái gì đó mà mình nghĩ rằng đẹp là tuyệt hảo, tuyệt vời, nếu có đó mình sẽ hạnh phúc. Kể cả bản thân của chúng ta, chúng ta mong rằng mình sẽ là thế này, mình là một nhân sĩ, mình là trí thức, mình là người có địa vị, mình là thế này, mình là thế kia. Cái chuyện mà đề xuất, một cái chuyện mà một cái ý tưởng mình muốn đó, chúng ta gọi là một cái vọng niệm, hay là một cái khởi niệm, tức là cái manh nha ban đầu. Một nhân sĩ người Pháp có nói câu rằng hãy coi chừng những cái ý muốn thầm kín của bạn, tại vì nó có thể trở thành sự thật. Có nhiều người nói rằng niềm hy vọng nó không tốn tiền, tại sao không hy vọng? Hy vọng mang cho mình hạnh phúc. Nhưng mà vị nhân sĩ thì nói rằng phải cẩn thận, tại vì có nhiều cái ý niệm, nhiều khởi niệm đó, nó là dẫn chúng ta đi và chúng ta trở thành như vậy, mà chưa chắc lúc đó chúng ta hạnh phúc đâu. Chúng ta mong, chúng ta muốn được thế này, muốn được thế kia, cái đó chúng ta gọi là upatthi.
cũng phải thấy người là sanh y hay là sở y. Dạ, sở y tức là cái tính của chúng ta là phải có cái này, muốn có cái kia. Cũng giống như có nhiều người có cái tính là thích đi shopping. Đi shopping đó là một thứ upathi. Cái đó làm cho người ta cảm thấy thỏa mãn, mặc dù thỏa mãn nhất thời. Nhưng phải có cái gì là thỏa mãn trong đời sống. Chúng ta luôn luôn đi tìm cái gì để hài lòng, để có được sự thỏa mãn trong kiếp tiếp sống cuộc sinh này. Và cái nghiệt ngã đó là trong cái điểm đầu tiên là ý muốn và cái điểm sau cùng kết thúc đó, hai cái nó không có, nó không có tương ứng với nhau. Ở trong cái khởi niệm gọi là ham muốn ban đầu thì nghĩ nó rất là đẹp, nhưng mà ở cái tận cùng thì chúng ta rất là mệt mỏi, chán nản, chán ngán, chúng ta chỉ muốn dọn dẹp thôi. Thành ra chúng ta nghe chuyện kiều đó là chấm tra cái số ba đầu cởi ra rồi lại bắt vào như chơi, nghĩ đời mà ngán cho đời. Cái này nó không phải là một cái tính chất cố hữu của thứ gọi là văn nghệ đức ruột hay là văn nghệ đoạn trường, không phải, mà thực sự nó là bản chất của đời sống. Ta sợ khổ nhưng mà chúng ta đùa giỡn với đau khổ, rồi rốt cuộc chúng ta nhập cuộc vì chúng ta đau khổ. Có cái gì đó giúp chúng ta thoát ra, rồi chúng ta cứ trở đi trở lại lẫn quẩn. Cái bản chất của đời sống nó là như vậy. Thì chúng xin nhắc quý vị một điều là chúng tôi đang tiếp lời cho Thượng tọa Hợp Tân. Nếu quý vị thấy có và Thượng tọa siêu vào hay là có chư vị giảng sư đồng vào, quý vị quan ý cho chúng tôi biết. Và chúng ta đi sang một cái điểm khác của bài học ngày hôm nay. Và điểm này nó là một trong những điểm và có tín hiệu. Dạ, thấy cô Hồng Từ Siêu rồi. xin cảm ơn cô hôm nay. Bắt đầu Từ Siêu. Hôm nay thì chúng ta không có các vị giảng sư khác. Thượng tọa Pháp Tân thì cũng vào ra liên tục nhưng không được. Thật ra xin thỉnh qua Thượng tọa Siêu để có một vài điều để chia sẻ về ngày hôm nay. Sư huynh giảng đến đâu thì hay tính đó, và sau khi sư huynh giảng xong thì sư đệ sẽ trở lại để tiếp tục cho đến khi hết. Dạ, kính cung trên sư huynh. Anh ra bộ Phật thầy, hôm nay lẽ ra chúng tôi phải nghỉ sớm một chút, ví dụ khuya 2:30 chúng tôi thức dậy để chúng tôi đi dự lễ thuyết pháp của chùa Thái Hòa của Thượng tọa Pháp Tân khuya nay với chư Tăng. Nhưng mà khi mà chúng tôi đến mái đó, thì không thấy có vị pháp sư nào, kể cả vị giảng sư ngày hôm nay cũng ra luôn. Nếu mình hòa thượng giác đẳng giảng thì thấy cũng sót, nên thôi chúng tôi cố gắng chúng tôi tiếp. Và kính thưa quý vị, chia sẻ bài học ngày hôm nay thì những gì mà Hòa Thượng Giác Đẳng đã trình bày trong một giờ đầu quý vị cũng đã nghe rồi. Ở đây chúng tôi cũng xin thêm một chút gia vị
Tin ngày hôm nay, nếu chúng ta đọc cho kỹ thì chúng ta thấy có tình tiết và có ý nghĩa rất đặc biệt. Khi bà ta hỏi Tỳ kheo Ni đang không ưa thích cái gì, thì vị thánh đi trả lời là ta không ưa thích sự tái sanh. Một câu trả lời mà chỉ mặc thoát khỏi cái sự tái sanh, hay là một vị đang nhàm chán để sự tái sanh. Muốn trả lời theo cái cách như vậy, thực ra câu trả lời này cũng rất là lý thú. Mai mốt mà có ai hỏi chúng ta không có ưa thích cái gì thì quý vị phải lựa lời mà nói, bởi vì đối với người khác không phải là ác ma. Mà chúng ta gặp cái người bà con lối xóm, hay gặp người ở ngoài chợ, họ gặp họ hỏi mình không ưa thích cái gì, chúng ta đi chợ, đi đến cái cửa hàng người ta hỏi gì thì chúng ta lựa mà chúng ta nói. Nếu mà chúng ta nói tôi không ưa thích tái sanh, họ tưởng là chúng ta ở cõi nào sanh, ở hành tinh nào khác đến, thì cũng khổ lắm quý vị. Tùy theo cái câu, tùy theo người mà chúng ta trả lời. Thì lúc đó đó ác ma mới hỏi vì sao nàng không ưa thích sự tái sanh. Mặc dù ác ma là người hay quấy rối những mục tu hành, muốn chặn đứt cái sự tu tiến, còn các vị thế nhân đi chọc ghẹo các vị tu hành riết rồi cái nói đến cái sự tái sanh vân vân, hay là nói đến cái phiền não, hay nói đến tài sản cần phải nhàm chán này kia đó, thì ác ma cũng rành thưa quý vị. Cho nên cái cuộc đối thoại này rất là hay. Khi nghe nói vậy thì ác ma liền hỏi tại sao nàng không ưa thích sự tái sanh. Cái câu này là một câu mình nghe qua mình thấy rất là ngược đời, nhưng mà câu trả lời đó lại có cái ý rất là thâm thúy. Khi hỏi vì sao nàng không thích sự tái sanh, thì vị thánh đi mới nói rằng là khi đã tái sanh phải thọ hưởng các dục. Quý vị thấy nếu mà trả lời thì rõ ràng là chỉ có bậc thánh hay là chỉ có bậc trí tuệ thì ngài mới nhận định được cái điều đó. Ngài không có thích sự tái sanh bởi vì tái sanh thì phải hưởng các dục. Mà thưa quý vị, phàm phu chúng ta sẽ nghĩ rằng
Nếu mà hưởng thụ các dục là quá sung sướng đi chứ, chứ tại sao mình lại cho rằng phải hưởng thọ các dục? Nó phiền toái, cho nên ngài mới không thích sự tái sanh. Không, thưa quý vị, quý vị sẽ xem cái ý nghĩa này rất là quan trọng. Bởi vì khi mà thọ hưởng tác dục á, trong mà vị thánh đề lời thì sẽ có hưởng các dục, có nếm được cái vị ngọt của các dục, phải những vị đắng của các dục, tức là cái sự nguy hiểm ở đi đâu quá. Nếu biết vui thì có khổ, thì thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Nếu mà biết hưởng các dục là nó khổ, thì ra thà rằng đừng có hưởng các dục. Mà không muốn hưởng các dục thì đừng có sự tái sinh. Mà quý vị biết bây giờ chúng ta có hai cái sự lựa chọn. Đúng như địa ngục hay cõi ngạ quỷ, súc sanh Atula thì không được hưởng các dục, hoàn toàn khổ, không được hưởng các dục. Mình muốn hưởng các dục cho thỏa thích, cho sung sướng thì phải tạo phước để được sinh về cõi người hay cõi trời. Mà khi sinh về cõi người, cõi trời mà hưởng các dục thì thưa quý vị, ở phiền lụy nó lại xảy ra. Trong bài kinh Đại Khổ Quẩn, Maha Đức Phật Hành Thác Sutta trong bộ kinh, Đức Phật ngài đã nói đến cái vị ngọt của các dục và sự nguy hiểm của các dục. Ngài chứ tỳ kheo, khi mà có cái sự hỷ tham thích thú đúng với sắc dục, thinh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, làm cho chúng sinh có cái sự mê đắm quan lạc, thì đó là vị ngọt của các dục. Nhưng người có thể theo thế nào là sự nguy hiểm của các dục? Ở đây này có thể theo vì nguyên nhân muốn hưởng thụ các dục là chúng sanh có người ta phải tranh đoạt với nhau, vua tranh đoạt với quan, quan tranh đoạt với dân. Cha tranh đoạt với con tranh đoạt với cha. Anh chị tranh đoạt với em út tranh đoạt với anh chị. Khi mà giành ăn với nhau, vì muốn hưởng các dục, cho nên chúng sinh mới có cái sự hại lẫn nhau, đó là sự nguy hiểm của các dục. Lại nữa, vì nguyên nhân các dục cho nên con người ta
muốn có ăn, muốn có cái mặt, muốn có tiền bạc để tiêu xài, người ta mới làm những việc làm phạm pháp, phi pháp, bị luật lệ quốc độ phạt giả cầm tù, hoặc là giết chết. Đó là sự nguy hiểm của các dục. Lại nữa, vì nguyên nhân các dục, khi mà thích thú tham đắm sắc đẹp tới hai mùi thôi, vì vô sức lạc, riêng người ta đã tạo thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp, ý ác nghiệp, để rồi sau khi bệnh chung ở đây phải tái sanh vào cảnh khổ địa ngục, là quỷ súc sanh Atula. Như vậy vì nguyên nhân tác dục mà con người sống tranh đoạt với nhau, vì nguyên nhân tác dục phạm pháp để bị hình phạt tù đày, vì nguyên nhân các dục mà tạo nên những cái ác nghiệp để phải tái sinh về những cảnh khổ trong tương lai. Như vậy đó là sự nguy hiểm của các dục. Nếu như mà chưa có giải thoát đó, mà phải còn tái sinh, nếu mà tái sinh và có khổ thì mình không cam lòng. Một người có cái sự ý thức thì không cam lòng để chịu ký sanh vào cảnh khổ, nên mới đi làm phước. Nhưng mà tạo phước á, có cái sự tham đắm quả dị thục thì sẽ đưa đến sự tái sanh vào cõi vui như cõi trời, cõi người, rồi hưởng thụ các dục. Rồi khi mà được hưởng thụ các dục đó thì bắt đầu tâm nó bị những cái bị xui khiến, không biết rồi cái vận mệnh sẽ đi về đâu, chúng ta chưa chắc được. Cho nên thưa quý vị, người trí nên học cái cách nói này của vị Thánh Đi Cha La, khi mà chúng ta sợ sự tái sanh, chúng ta không thích sự tái sanh, bởi vì tái sanh là hưởng thụ dục. Hưởng thụ các dục thì mình sẽ tạo nhiều cái điều phi công đức, nó nguy hiểm. Cũng giống như trường hợp mà các vị đạo sĩ khi mà thầy thốt đức đức, tôi mà có gian dối thì đời sau sẽ là vị vua, quyền sanh sát trong tay, hay sẽ là một vị nguyên soái minh quyền trong tay, hoặc là sẽ là một cái cô gái sắc nước hơn trời, hoặc sẽ là một vị trụ trì cai quản một cái ngôi chùa với cái hội chúng đông đảo. Thề như vậy, Đức Trần Đế Thích Ngài mới nói: tại sao các ngài thề khôn quá? Người ta thề bị chết chóc hay là bị tai nạn, bị thiên lôi đánh gì đó, mà các ngài thì lại thề thốt toàn là những cái địa vị anh chức nè vô sứ. Thì các vị đạo sĩ mới nói rằng: thiên vương chớ có nghĩ như vậy, bởi vì chúng tôi rất sợ
phải ngưng hồi tạo nghiệp ác. Mình thề sanh làm vua đó thì rất dễ làm ác. Mỗi khi mà nổi cơn thịnh nộ thì sẽ sự lắm người khác, có khi sự trả người vô tội chẳng chừng. Cho nên tạo ác nghiệp, dễ tạo ác nghiệp sinh xuống địa ngục lắm. Còn nếu mà sinh làm tứ soái cầm binh quyền trong tay đó thì cũng dễ tạo ác nghiệp lắm. Chỉ cần chiến đấu tấn công quân địch là giết chết hàng vạn người thì như vậy tạo nghiệp cũng dữ dằn lắm, sanh xuống đường cũng dễ lắm. Sinh là một giai nhân sắc nước hơn trời, khổ chứ đâu phải là sướng. Tức bị người ta chú ý rồi những cái cánh mài râu họ giành giật, rồi có đôi khi gặp những người mà họ có giả tâm đó, họ trình để họ bắt bớ, họ hãm hiếp, hoặc là dùng cái sắc đẹp. Người nữ mà đẹp quá thì cái tâm trở nên ác, dùng cái sắc đẹp của mình mà làm nên những cái quyền lực để sai khiến họ làm những cái việc tội ác. Cái đó thì cái quả báo nặng nề. Còn sanh làm trụ trì cũng không có sướng sức ích gì. Những gì làm trụ trì đó là có quyền hành xử ở trong chùa. Nếu mà rơi vào cái thế pháp thiên vị xử sự vì thương, vì ghét, vì dốt nát, vì sợ quyền lực, rồi bắt đầu hành xử chuyện phải cho là quý, quý cho là nói theo thiên hạ thôi. Bắt là xử sự mình có quyền, cho mình có thể xử sự lấy của tam bảo, của công để làm của riêng. Cái đó nó cũng tội lỗi lắm thưa quý vị. Khi giảng thích xong thì Đức Trời Đế thích nghe, Đức Trời Đế thích hiểu của 8 tháng các vị đạo sĩ đó. Thì cái câu chuyện này được kể lại đạo sĩ trưởng ở trong nhóm là chính là tiền thân của Đức Phật, là vị Bồ Tát. Còn các vị đạo sĩ kia thì ngài Ananda hay là ngài Sariputta, ngài Sariputta của Phật. Các Phật trí xưa kia đó thì các ngài nghĩ đến cái chuyện mà phải làm tội ác hay đưa đến cái sự đau khổ thì các ngài sợ lắm. Cái gì nó ngon ra thì các vị đó biết được rằng chết rồi. Cho nên lỗi của vị thánh đi này đáng để cho chúng ta phải quan tâm và chú ý. Khi thích sanh tử luân hồi vì phải hưởng thụ dục lạc, hiểu ra rằng vì phải hưởng dục lạc cho nên nó kéo theo là cái sự phiền toái, đau khổ và tạo những cái ác nghiệp ở trong tương lai. Cho nên tốt nhất là đừng có sự sanh tử luân hồi. Nhưng mà chúng sanh đó thì không hiểu được cái sự tịch tịnh, không hiểu được niết bàn, thế cho nên họ mới ưa thích cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Cũng giống như là những con thiêu thân, nó thích ánh sáng,
của ngọn đèn, nó cứ lao mình vào trong đó để rồi phải chết. Chúng sinh vì không hiểu được cái khổ luân hồi cho nên mới thích cái sinh hữu, thích cái sự tái sanh. Còn đối với bậc đã được giải thoát thì các ngài thấy cái sự tái sanh là bao nhiêu cái sự khổ đau của sự hiện thoát. Cho nên trong bài học này cũng không phải là dễ đốt, thưa quý vị, không phải là dễ đốt, mà cũng không dễ để cho chúng ta thâm nhập được ý nghĩa và thực hành để mà chấm dứt sanh tử luân hồi được. Nhưng mà cố gắng, Đức Phật ngài đạt được cái sự giải thoát luân hồi, ngài thuyết pháp và các vị thinh văn đệ tử của ngài cũng đạt được thì chúng ta cũng sẽ đạt được thôi. Không sớm, không sớm thì muộn. Chúng ta phải có niềm tin, vững niềm tin như vậy. Nhưng một điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị ở đây là làm sao tất cả chúng ta đều phải biết sợ hãi luân hồi. Và như chúng tôi đã nói, chúng biết mà giảng ở rừng Pha Phú, thì ở đây thưa quý vị, chúng tôi quanh quẩn bờ bên này, chúng ta đi trên đường, chúng ta còn kẻ thù rượt đuổi, tức là ngoài những cái phiền não ra thì chúng ta còn cái sự bệnh, sự chết rượt đuổi theo. Chúng ta cố gắng, chúng ta chạy đi đến bờ sông, chúng ta tiến thành chiếc bè để chúng ta vượt sông qua bên bờ kia an toàn. Chúng ta phải nghĩ đến có kẻ thù rượt đuổi phía sau, rất nhanh chóng mới được. Chúng ta không nên dừng lại ai qua bắt bước ở trên đường. Chúng ta chậm chữ như thế đó thì chúng ta sẽ khổ dài dài. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một ít ý nghĩa. Hồi nãy thì còn 45 phút và thượng nhân đã nói chúng tôi chia sẻ 15 phút thôi. Còn nửa giờ đồng hồ thì hòa thượng sẽ đảm trách. Nhưng mà chúng tôi thấy như vậy cũng khổ. Hôm bây giờ chia hai thời gian. Chúng tôi 25 phút, hòa thượng bao chót 20 phút. Xin kính thưa hòa thượng. Thưa quý vị, chúng tôi ngồi nghe hòa thượng siêu nói về ý nghĩa bài này. Chúng tôi nhớ một chuyện mà chắc là chúng tôi sẽ quên rồi. Ngay đây nửa thế kỷ, thưa quý vị, là có một lần hồi chúng tôi hồi nhỏ đó, Hòa Thượng Từ Siêu gây với chúng tôi một trận quá chừng luôn. Là bởi vì trong lúc đi chơi đó, chúng tôi lôi Hòa Thượng vào trong cái bụi chuối đó, để trốn vào. Lúc chúng tôi lôi vào không để ý thì đi ngang cái sào quật hơi quần áo. Và đi ra thì lúc đó mới nói là chúng tôi cũng biết sao hồi nhỏ đó là ai lấy cái chổi hay là đập ra đầu mình hay là mình chui qua cái sờ khơi quần áo không có đầu thai được. Và thường tôi chỉ lúc còn nhỏ hai anh em chơi chúng mà thường gây giới từ quá. Nhưng mà nửa thế kỷ sau thì chúng tôi gọi để nói về cái chuyện, nói về cái chuyện mà không ưa thích tái sanh. Nhưng mà hồi nhỏ mà nghe nói không được đầu thai là nghe nói sợ khủng khiếp lắm. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta trở lại với Thượng Tọa Tuệ Quyền. Rất là hoan nghĩ là giờ này Thượng Tọa tỉnh sư huynh đi nghỉ. Dạ, tới sáng mai sư huynh đi sớm. Dạ, tỉnh sư huynh đi nghỉ. Thượng Tọa Tuệ Quyền ấy, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Quyền nghe được, xin Thượng Tọa thì chúng ta nhờ vâng. Dạ,
Thế tôi tự nguyện một điều mà Thánh Ni Cha La có đề cập đến trong bài kinh này đó là khi mà mình ưa thích tái sanh thì mình sẽ rơi vào trong một cái sự trạng là bị trói buộc và bị trói buộc, bị bất tỉnh và bị nhiều hệ lụy. Và tại sao cái kiếp sống của con người đó mà cái ý nghĩa mà nói về sự trói buộc, nói về cái sự là bất tử, tức là có sanh phải có chết, và nói cái hệ lụy là phải có khổ đau đó, nó lại gắn liền nhau như vậy. Và về điều này đó, có nhiều người nói rằng nếu mình sanh ra làm vua, sanh ra làm hoàng tử công chúa, sanh là con nhà giàu có thì mình đâu có những cái khổ đó đâu. Thì xin thì Tòa Hoan Hỷ chia sẻ một vài cảm nhận là cái quan niệm đó đó nó có gì, nó không có phù hợp theo tinh thần Phật pháp. Xin kính thỉnh thưa Tòa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con kính lễ đến Sư Phụ Thích Siêu và Thượng Nhất Bản, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Chủ Trì, Đại Đức Tự Đức Sư Minh Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu này cùng chư Phật tử. Và các bậc hòa thượng, quả thật thì những hệ lụy của việc mà chúng ta bị cái sự chi phối của các cái phiền não thì nó khởi sanh lên nhiều cái điều đau khổ. Thì sự thật ra mà nói giàu hay nghèo, tốt hay xấu gì, tất cả đều phải không có thôi. Nếu như không có tu tập thì chúng ta không có được thoát khỏi cái giới vứt của ma. Thì người nghèo cũng khóc mà, người giàu cũng khóc mà, chứ đâu phải người giàu cũng người nghèo, người giàu khóc đâu. Mà chúng ta thường nghe người ta nói người giàu cũng khóc. Thì muốn nói như vậy để cảnh báo cho tất cả chúng ta, thì người ta nghèo về cái vật chất. Có những người nghèo về vật chất, nghèo cả tinh thần. Còn người nghèo thì nghèo, người giàu thì nghèo không giàu, không có nghèo khổ, không có đói khổ, nhưng người ta cũng có cái khổ khác. Chúng ta thấy làm vua, chúng ta cho nó là một vương vị rất là lớn lao, làm tổng thống hay là làm bí thư hay là làm tất cả những cái gì mà cao cả của một đất nước nào đó, hay cái thế thể chế nào cũng như thế. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm như vậy là bất không có người xâm phạm chúng ta sao? Thì sợ cũng các nước lân bang, thì sợ kẻ thù lại là âm mưu giết hại chúng ta, thì nó cũng khổ. Rồi trong cái khổ này chắc chắn là không thể tránh khổ, tức là khổ về cái khổ về tâm, cũng lo âu, cũng đủ thứ đủ chuyện. Và đây một điều mà chắc chắn rằng họ không thoát qua được, đó là khổ về cái gì? Khổ về cái bệnh, khổ về cái già, và khổ về cái chết. Không ai chúng ta có thể. Và khổ về phải thương, phải xa, ghét, phải gần. Đó là sự thật. Cái khổ họ không thể nào mà thoát qua được. Thì dầu cho người nào có được đầy đủ cái vật chất, đầy đủ về cái tiện nghi, thì cũng không thoát khỏi được lưỡi hái của tử thần. Không có thể thoát khỏi được cái vị thiên sứ, đó chính là cái bệnh và cái già. Đó là thực tế đúng không? Và trong cái giàu có, trong cái đầy ắp yêu thương đó, chúng ta nghĩ về người giàu mới được đầy ắp yêu thương. Sự thật ra họ được, có những lúc họ được đầy ắp yêu thương, nhưng cái nỗi niềm riêng, cái nỗi niềm riêng của mỗi người nó có một cái điều mà chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể nói lên được, giải quyết được. Mỗi con người nó có một cái nỗi niềm riêng đó. Mỗi người nó có một cái chuyện riêng, một cái sự khổ đau, một cái sự nhớ thương, một cái sự bực bội, một cái sự khó chịu, một cái sự thù hằn, vân vân. Tâm họ phải luôn luôn khổ. Tuy chúng ta thấy giàu có thì
nó được tiện nghi, nó được điều kiện này, được điều kiện nọ. Nhưng một họ bị tác động tới. Người có của thì họ phải do giữ của chứ. Giàu có thì cũng sợ, sợ người ta cướp bóc, sợ người ta hãm hại mình, mà sợ người ta cướp đoạt cái của mình, vân vân. Thì không khổ cái cách này thì khổ cái cách khác. Khi nào mà còn hiện hữu là còn đau khổ. Khi nào mà còn sợ, khi nào còn mong cầu thì ngay khi đó là khổ còn hiện hữu. Bởi vì tham ái dẫn mong cầu đó chính là do tham ái dẫn đầu. Chúng ta phải nhớ như vậy. Và nếu như tham ái dẫn đầu thì nguồn cơn của đau khổ chắc chắn sẽ liền sau đó. Bởi vì chúng ta tham sống sợ chết thì cái chết đó chính là nguồn cơn để nói lên tất cả những gì mà chúng ta đang bị, đang đeo, đang mang, đang có mặt ở trong tâm mình. Nếu như hiểu biết một chút xíu về ý niệm của Phật pháp thì Đức Phật ngài dạy người đệ tử phải thường xuyên quán tưởng, người đệ tử phải luôn luôn phải nhớ tưởng chara thamam hay chara anati to pya thi thamam hay pya thin anati to marana thamam hay marana anati to sabbe piye mana be na na fa vo vina fa vo kamma se kam hi kamma da yado kamma yo ni kamma pantu kamma pati sarano yang kamma karisami. Tất cả chúng ta phải có cái gì? Có cái già, có cái bệnh, có cái chết mà thường xuyên phải quán tưởng. Ta phải chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng. Ta có cái nghiệp của ta. Làm lành, được vui, gây dữ, phải chịu đau khổ. Và ta phải chết. Chứ ta phải ra đi với cái nghiệp riêng của mình. Thì chính cái điều đó đó, tại sao mà Đức Phật dạy, đâu có dạy riêng cho người nghèo, mà dạy cho liên tất cả chúng sinh. Đến ngay cả liên hệ đến cả thiên giới, ma giới, tất cả đều phải bị chung cái quy luật này. Còn cái quy luật mà tử sinh thì trong tam giới này nó là phải chịu như thế. Dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều phải chịu cái quy luật của tử sinh. Mà quy luật của tử sinh nó hiện tới thì toàn bộ các khổ quẩn sẽ có mặt. Mà khổ quẩn có mặt thì xem như là sắc thọ tưởng hành và thức quẩn này cho các cõi tương ứng thì cũng phải chịu cái hệ lụy đó. Cho nên chúng ta nhớ là ở trong bài kinh tứ niệm xứ đó rất là hay. Sắc thọ tưởng hành thức còn hiện hữu sẽ là còn đau khổ, hay là chấp thủ bên chắc thanh tha bà đà là đúc kha, bởi vì gia thì đúc kha, cha ra biết đúc kha, gia thì biết đúc kha, má ra biết đúc kha, số cấp đi đều có đâu mà nói số bài gia sa biết đúc kha, áp bây giờ xăm bây giờ đúc khô bây giờ quyết bây giờ đúc khô dâm biết chăng đã lắp thứ tam thì đúc căn sang chết tên bên chút ba đà nó thành đạo. Đây là cái cõi đó, xem già bệnh xa ghét gần cầu không được đau khổ, tất cả điều đó còn hiện hữu đó là. Thì năm quẩn này người giàu người nghèo đồng nhất là phải khổ. Đó là khổ. Mà chính cái khổ đó được đề cập đến ở trong bài kinh Chuyển Pháp Luân một cách rõ ràng. Cái tám ngọn vô đời đó nó là khổ. Sách là khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ đó, thương xa ghét gần, cầu không được, muốn không được, và chấp thủ ở năm cái quẩn này. Làm sao mà người nghèo không chấp thủ năm quẩn? Làm sao mà người nghèo không bị cái già, cái bệnh, cái chết, cái thương phải xa ghét phải gần, cầu bộ lúc nào cũng cầu được à? Tuy họ đầy ắp cái yêu thương, nhưng cái sự mong mỏi họ vẫn có cái sự mong mỏi khác, họ vẫn bị cái sự tham ái nó vẫn đi một cái cách khác. Không thiếu cơm, thiếu áo, thiếu nước, thiếu tiện nghi sinh hoạt như cái người nghèo, nhưng họ lại thiếu thốn những cái điều khác, thì đó cũng chính là khát khao tầm cầu đưa đến đau khổ. Thì cái bạch hòa thượng đây chính là cái ý của cô trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh hòa thượng. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Sa thú, kính trần thưa tôi nguyện rất là nhiều. Thưa quý vị, chúng tôi chỉ muốn nói lên ba điểm trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay. Đầu tiên đó là trong cái tinh thần tu tập của người Phật tử học theo lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta khoan nói đến cái gì mình thích và không thích, hay đồng ý không đồng ý, mà vấn đề là chúng ta có chịu mở lòng ra để nhìn vào sự thật và chấp nhận sự thật không. Thí dụ Đức Phật Ngài dạy rằng đời sống là vô thường, có sanh có diệt và sanh diệt tiếp nối, thì chúng ta tự hỏi rằng điều đó có đúng không? Đức Phật dạy rằng mình sanh ra, mình không trẻ mãi, mình sẽ già, thì chuyện đó đúng không? Mình không khỏe hoài, mình sẽ bệnh, chuyện đó có đúng hay không? Mình không có sống hoài, mình sẽ chết, chuyện đó có đúng hay không? Thì chúng ta không có nhất thiết là phải thích hay không thích, đồng tình hay không đồng tình. Điều quan trọng là chúng ta có dám nhìn ra sự thật. Dạ. Chỉ có những người trưởng thành thì mới dám nhìn vào sự thật. Và khi mà chúng ta nhìn vào sự thật rồi, bước kế tiếp mà chúng ta cần nên làm đó là chúng ta nên đặt câu hỏi rằng tại sao tâm của chúng ta không chấp nhận sự thật, không giống sống với sự thật. Sự thật một đàng mà chúng ta sống khi. Chúng tôi lấy một cái ví dụ này, thưa quý vị, có một số người Việt Nam khi đi qua bên Mỹ thì mang một cái ảo giác đó là ở bên Mỹ cuộc sống sẽ sướng hơn bên Việt Nam. Nhưng mà khi qua bên này bắt đầu đi làm mà làm rất cực. Ở bên Mỹ thì có khi người ta nói rằng những việc mà đi thì đi 8 tiếng, đứng 8 tiếng, ngồi 8 tiếng. Và phải nhận là người ta làm việc rất là nhiều. Ở Việt Nam bây giờ bắt đầu cũng vậy. Và quý vị thấy tại các nhà máy, các công nhân là việc cực cực đó. Để có được cái đồng tiền xứng đáng mà người ta trả cho mình. Thì bây giờ đó, chúng ta sẽ không còn có cái ảo tưởng về cái chỗ này sướng, chỗ kia sướng. Mỗi nơi nó đều có cái cực riêng, nó có cái sướng riêng, chứ không phải là nó toàn như vậy. Và hãy chúng ta sống nơi nào đó thì cái tâm của chúng ta phải có khả năng thích nghi, chấp nhận. Thì thật ra thì chúng ta nên đặt câu hỏi rằng cái thái độ chấp nhận đau khổ, cái thái độ chấp nhận nhìn vào sự khổ đó là một điều mà dù chúng ta muốn hay không muốn phải làm. Thì chúng ta nên hỏi tại sao chúng ta không muốn nhìn vào điều đó. Thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng một điều rằng do ảo tưởng hết. Chúng ta có cái ảo tưởng rất lớn về đời sống này. Và chúng ta chỉ muốn nhìn đời sống đó một chiều thôi, một cách thế. Nhưng mà sự thật nó không phải là như vậy. Nó tương tự như là chúng tôi có nhiều lần đề cập đến quý vị là có những người rất là thương con. Nhưng mà con nó lớn lên thì nó có cuộc sống riêng. Mà cha mẹ thì lại không muốn như vậy. Dạ, cha mẹ muốn rằng con nó phải luôn luôn gắn với mình, nó phải nghe lời mình, và dù hoàn cảnh nào nó là của mình. Và chúng ta sẽ chấp nhận một cái sự thật là con nó có cuộc sống riêng. Đôi khi cái công mình nuôi nó hồi nhỏ tới lớn là vô cùng vô tận, nhưng mà lớn lên thì nó đem tất cả những gì nó có đó, nó trao cho một người bạn đời, nó trao cho người vợ, người chồng mà yêu thương. Và lúc đó mình trở thành một người gọi là đứng ở bên lề, mình không thật sự là làm chủ đứa con, nhưng mình phải chấp nhận, mình không chấp nhận, mình chấp nhận mình đau khổ. Dạ. Chúng ta thấy có bao nhiêu cái bi kịch là chúng ta sống trái ngược với thiên nhiên thì chúng ta sẽ đau khổ, chúng ta sống trái ngược với sự tự nhiên chúng ta sẽ đau khổ. Có con thì phải chấp nhận cho nó lớn lên, nó trưởng thành, nó trưởng thành thì nó sẽ bay xa. Chúng ta đừng ngồi đó mà buồn là ai đem con sáo sang sông cho nó chỗ lồng nó lại bay xa. Chúng ta không nên nghĩ như vậy. Đó là một sự thật thôi. Và một điểm khác nữa, thưa quý vị, chúng ta nên tin vào cái thái độ sống với sự thật. Sống với sự thật là một bài học lớn cho đời sống. Chỉ có những con người trưởng thành đó
mới có được cái khả năng này. Và một trong những cái bước đầu của cái khả năng sống với sự thật đó là sống bằng chánh niệm. Chánh niệm là sự việc ra sao mình biết nó như vậy. Thở vô thì biết là thở vô, thở ra thì biết thở ra. Cái cảm thọ khổ sanh khởi biết là cảm thọ sanh khởi. Cảm thọ khổ chấm dứt, chúng ta biết cảm thọ khổ chấm dứt. Nói một cách khác là chúng ta trả mình về với cái thái độ là lặng lặng quan sát, lặng lặng nhìn, lặng lặng đối diện với cái sanh diệt của đời sống. Mình không nhất thiết phải có phản ứng. Chúng ta nhất thiết phải, đó là nó phải thế này, phải thế kia. Tại vì chúng ta thường mong rằng dạ, mọi thứ nó phải như thế này hay như thế khác. Nhưng mà kỳ thật thì sự mong mỏi đó, nhất là sự mong mỏi trái với sự thật đó, thì nó làm cho chúng ta khổ. Rất khổ thưa quý vị. Dạ, rất khổ. Nên xuyên suốt trong rất nhiều bài kinh của Tam Tạng, kinh điển mà chúng ta được học đó, đâu đó đó, nó luôn luôn chứa đựng một cái hàm ý mà Đức Phật dạy là chúng ta phải có khả năng sống với sự thật. Và để sống với sự thật thì chúng ta nên được huấn luyện bằng cái nhìn của chánh niệm. Cái nhìn chánh niệm ở đây không phải là đòi hỏi sự việc nó phải thế này, phải thế khác, mà cái sống với chánh niệm ở đây tức là một cách nhẹ nhàng nhìn những biến đổi của đời sống. Ban đầu thì nghe nó khó đó, nhưng mà lâu ngày thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cảm thấy an lạc. Lâu ngày thì chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc. Lâu ngày thì chúng ta sẽ thấy rằng mình bớt phản ứng mà mình chỉ ghi nhận, và sự ghi nhận càng lúc càng rõ ràng. Và chúng ta thấy được một cái hình ảnh của một thiên hữu, của một tất đạt ngồi ở bên dòng sông như của ông lái đò. Có những thứ từ xa nó trôi đến thì mình biết nó đang trôi đến, và khi nó đến trước mặt mình rồi nó cũng sẽ trôi đi, thì mình ghi nhận là nó đến và nó đi. Những sự ghi nhận đó nó tạo cho chúng ta một cái phong thái mới về cuộc sống. Nó tạo cho chúng ta một cái nhìn tương đối là phải chăng, cái nhìn thực tế. Và chúng ta khoan nói đến là mình sẽ ra sao với cái nhìn như vậy ở trong tương lai. Nếu mình không muốn thì mình có sanh lại hay không, mình không muốn thì mình có thế này thế kia, mình không cần đặt vấn đề đó. Mà chúng ta thấy ngay trong hiện tại này, một người có khả năng nhìn, một người có khả năng ghi nhận, một người có khả năng sống với tự nhiên, một người có khả năng sống với sự thật, người đó sẽ ít khổ hơn là một người sống với ảo tưởng, là luôn luôn muốn nhồi nặng là cuộc sống phải thế này, phải thế khác. Và thưa quý vị, bài học ngày hôm nay thấy đơn giản nhưng mà không có đơn giản. Nó cần rất nhiều suy tư trong đời sống của chúng ta. Rất là mong rằng những hình ảnh mặc dù rất xa xưa, những bài kinh mặc dù ẩn khuất, sâu kín, các cái kho kinh điển rất dày, sẽ là những gợi ý quan trọng để chúng ta sống, để chúng ta tu, và để chúng ta có một cái nhìn thật sự là chân xác hơn về cuộc sống này. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Phật Pháp Buddha Dharma. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có môn Thắng Pháp Thoát Yếu và giảng sư là Hòa Thượng Trời Siêu. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Giác Đẳng đã đúc kết cho bài học ngày hôm nay. Cảm ơn cô tu nữ Như Pháp. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm nghiệp, không tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính quý ấp để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con